ơn ban dịch giải và các anh chị vô cùng tâm huyết. Thực sự đến bây giờ khi mà Cường bước vào trong khán phòng này, đến giờ này vẫn còn đang cực kỳ xúc động của anh chị. Cực kỳ xúc động. Bởi vì cuốn sách này ra đời được chỉ có thể dựa trên vào tâm huyết và tình yêu thương. Cường rất là xúc động vì điều này của anh chị. Cảm ơn em Cường. Chúng ta đều thấy rằng là đối với người Trung Quốc đúng không ạ? Họ dịch cuốn sách này mất 3 năm. Chúng ta dịch trong 3 tháng. Điều gì làm nên cái kỳ tích này? Cái tiêu đề của nó, cái từ đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó là phép lạ, không anh chị? Và Cường nhận thấy rằng về vấn đề của dinh dưỡng, anh Trung nói và cô Vị Thủy ngày hôm nay thì cô Thủy là một người thầy của Cường, là một người đồng nghiệp của Cường. Và có một điều cực kỳ may mắn đó là Cường cũng được trưởng thành lên từ ngôi trường của Đại học Y Thái Nguyên. Cảm ơn. Có mấy điều như này cô anh chị ạ. Phần lớn trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta không sống ở trong bệnh viện. Chúng ta thừa nhận điều này không ạ? Cái thời gian thực sự chúng ta ở trong bệnh viện ngắn lắm, nhưng mà nó lại để lại cho chúng ta cái hệ lụy rất nhiều. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta vào trong bệnh viện thì gần như là tất cả các yếu tố của chúng ta đều phải gửi gắm những nhân viên y tế. Một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời của chúng ta thôi. Nhưng phần lớn thời gian của chúng ta lại sống ở đâu ạ? Sống ở ngoài bệnh viện. Và phần lớn đều do gì? Do chủ quyền chúng ta tự quyết định. Như vậy thì có lẽ đây là một trong những cái lý do dẫn đến cái câu nói bác sĩ tốt nhất là chính mình. Nhưng làm thế nào để trở thành bác sĩ bây giờ? Phần lớn mọi người có một niềm tin rằng chúng ta cần phải được đào tạo một cách bài bản mới trở thành bác sĩ. Nhưng tại sao lại có câu nói của Edison, ông đâu có liên quan gì đến vấn đề của dạng sức khỏe không ạ? Gần như không. Nhưng mà có điều cực kỳ tuyệt vời rằng những người tinh túy ở trong xã hội và loài người chúng ta đều là những người hiểu thực sự được quy luật của tự nhiên. Con người chúng ta bản chất là một gì ạ? Là một hệ mở, cô anh chị ạ? Là phần còn lại của dòng chảy vào và dòng chảy ra. Chúng ta nằm ở giữa. Vệ dinh dưỡng là một phần cực kỳ quan trọng trong gì ạ? Cái sự quyết định, cái cấu thành của chúng ta. Có rất nhiều sự nỗ lực rồi, cô anh chị ạ? Nhưng Cường nhận thấy rằng yếu tố của sự truyền thông đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Phần lớn các công trình khoa học của chúng ta không phải ở dạng thức là sáng tạo, không anh chị ạ? Đều không phải là sáng tạo, mà chúng ta đều gì ạ? Đều có một đặc điểm chung, đó là gì ạ? Khám phá ra cái giá trị cốt lõi của gì ạ? Quy luật tự nhiên. Và chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của vấn đề truyền thông để giúp cho những người dân trong cộng đồng chúng ta, mỗi một người trở thành gì? Tự trở thành bác sĩ của chính mình. Đây là một nỗ lực cực kỳ lớn. Và Cường xúc động lắm, có ba anh chị. Xúc động bởi gì? Đến lúc này cần một sự chung tay của tất cả cộng đồng. Một người làm kỹ thuật, đúng không ạ? Một võ sư. Nhưng mà anh ấy hiểu được giá trị của vấn đề sức khỏe. Và đặc biệt đó là tình yêu đối với cộng đồng. Mới giúp anh gì ạ? Giống như một cơ duyên, như một cái định mệnh. Anh đi quanh hết rồi, sau đó thì anh lại quay về cái vấn đề này. Và chúng ta cũng vậy. Trong suốt cuộc đời của chúng ta, Cường không dám nói về hết cả cuộc đời. Nhưng mà quả thật rằng Cường cũng là một người, ngày hôm nay thì có rất nhiều cô bác anh chị bậc tuổi cha chú của Cường. Nhưng quả thật rằng nếu như những điều gì giúp cho chúng ta thực sự yêu, có một tình yêu thực sự thì mới có thể giúp chúng ta hành động được. Thì cái cuốn sách này có một điểm rất là giống đối với Cường Hoa Triển Ấn Cấp Thơ. Thì vị tác giả này biết đến enzyme thông qua một lời mách bảo. Và cũng không tin như những bao nhiêu người không tin. Nhưng mà khi gặp đến vấn đề cần phải xử lý và bà đã áp dụng và thấy được hiệu quả. Và cái kết quả đó được mô tả giống như một phép lạ. Và cuộc hành trình của bà tiếp tục nhìn thấy cái giá trị này và lan tỏa ra trong cộng đồng. Bà Cường, anh Trung, Mary Minh, cô Vi Thủy và rất nhiều các trong cộng đồng Essence Care của anh chị.
đang nỗ lực để truyền tải giá trị này ra cộng đồng. Và Cường tin chắc rằng cuốn sách này sẽ trở thành một tài liệu không chỉ tham khảo, không chỉ là một tài liệu tham khảo của gì ạ? Của giới học thuật về y học của anh chị, hay còn gọi là giới gì? Giới được đào tạo chính thống y khoa. Không chỉ như vậy đâu anh chị, mà nó sẽ trở thành một cái gì, cái thông điệp để chúng ta phổ cập ở trong cộng đồng của chúng ta, để thay đổi về tư duy và hành vi. Nhưng mà như chị Mary Bing nói đó, cuốn sách này tận bao nhiêu trang? Hơn 500 trang, là một rào cản lớn. Rào cản lớn. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là phép lạ và điều kỳ diệu thường là gì ạ? Sẽ không khó để có thể phổ cập được. Tuy nhiên sẽ thông qua những người thực sự tâm huyết và tình yêu lớn, điều này sẽ lan tỏa. Đây là cái cách mà cộng đồng Ezekiel và cũng như là Diệp Cường và cộng sự của mình đang lan tỏa theo cách thức đó. Và cuốn sách này chắc chắn sẽ là một cái cẩm nang để giúp chúng ta thấy mấy điểm cực kỳ quan trọng như này của anh chị. Cũng quay trở lại, đó là câu chuyện bản thân, đúng không ạ? Cường vừa nãy nói rằng là có một điều rất chung ở đây của anh chị. Cường cũng bắt nguồn từ một người chưa thực sự tin về vấn đề của enzyme, mặc dù cô thủy nhỉ, chúng ta được đào tạo về enzyme, nhưng không tin rằng là ở trong enzyme và trong cộng đồng để có thể đưa lại cái thành quả cực kỳ lớn như vậy. Thì đối với bản thân Cường thì là người mẹ của Cường là bị huyết áp cao, bị hở van tim, bị tiểu đường, bị mất ngủ kéo dài và dạ dày rất là mãn tính, và đặc biệt đó là thoát vị địa đệm của anh chị ạ, rất nặng rồi và buộc phải có chỉ định phẫu thuật cấp cứu trì hoãn. Tuy nhiên là làm trong ngành y thế này là biết được cái hệ lụy thực sự của anh chị ạ. Tất nhiên là phẫu thuật rất là dễ đối với những tay nghề cao thôi. Tuy nhiên cái hệ quả để lại thì đó là cuộc chăm sóc không phải là dễ. Cái Cường rất là đắn đo, nhưng khi được rất nhiều các người chị, người bạn của mình không phải trong ngành y của anh chị chia sẻ về cái giá trị của enzyme, Cường cũng không tin được điều này. Nhưng mà đến khi buộc phải đưa ra quyết định của anh chị, khi cuộc sống của chúng ta cứ bình lặng ra thì chắc chắn rằng phép lạ cũng không bao giờ xuất hiện. Tại vì có cần gì phải phép lạ nữa đâu ạ? Thì mọi sự vẫn chuyển biến như bình thường. Nhưng đến khi sự kiện xảy ra, buộc chúng ta phải hành động. Và đặc biệt lúc đấy, chỉ có tình yêu thương của anh chị mới thúc đẩy thực sự con người ta có hành động hay không. Thì Cường đã quyết định áp dụng cái liệu pháp enzyme đối với người mẹ của mình. Và quả thật, phép lạ của anh chị. Đến bây giờ, Cường không dám nói rằng liệu pháp này là một cái liệu pháp thuốc của anh chị để có thể giúp cho gì ạ? Khỏi bệnh. Nhưng những cái kết quả đưa lại thì vượt xa rất nhiều so với cái phương cách mà chúng ta gọi là thuốc. Mẹ Cường đến bây giờ thì vấn đề của huyết áp và tiểu đường thì đã không phải sử dụng thuốc Tây. Tiểu đường cũng không phải dùng, mất ngủ thì đã ngủ được rồi, dạ dày thì vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là cái thoát vị địa đệm của anh chị. Từ một người chỉ cần quét cầm cái chổi mà quét nhà sai như thế là rồi cả ngày đấy là không vận động được của anh chị. Đến bây giờ có thể cầm cuốc để cuốc đất trồng rau, có thể chặt cây để kéo quảng vào để làm củi. Thực sự rằng cái đó là cái giá trị mà Cường thấy, Cường cực kỳ hạnh phúc khi nhận thấy điều này. Trong cuốn sách này thì Cường nhận thấy có mấy điểm cực kỳ quan trọng như này của anh chị. Đối với vấn đề của enzyme, như chị dịch giả chị Vân đúng không ạ? Thì có nói rằng đây là một trong những cái tài liệu mà mang tính phổ quát, tổng thể nhưng mà rất chi tiết. Đấy là lý do tại sao nó dày đến mức độ như vậy. Gần như là cuộc đời của chúng ta có thể gửi gắm một phần nào đó cực kỳ quan trọng đến quan trọng sức khỏe trong cuốn sách này. Nhưng đặc biệt ở đây có mấy điểm như này của anh chị sẽ giúp cho chúng ta biết rằng tại sao lại là enzyme, chứ không phải là những thứ khác. Và tại sao giới khoa học lại mệnh danh enzyme là gốc của sinh mệnh? Bởi vì ba trong đấy bốn cái đặc điểm cực kỳ quan trọng. Cái điều này thì cũng khá trùng với tư duy của Cường, tại vì trong rất nhiều năm qua Cường cũng đang nỗ lực để có thể truyền tải cái thông điệp này đối với trong cộng đồng của chúng ta, đối với giá trị của enzyme có mấy đặc điểm như này của bạn chị. Thứ nhất rằng cơ thể con người của chúng ta đều được cấu tạo từ cái đơn vị nhỏ nhất, đó chính là tế bào. Đây là cái đơn vị quan trọng nhất và cũng chính là nền tảng. Và tất cả các bộ phận đều được cấu tạo tế bào, đúng không ạ? Từ trẻ sơ sinh cho đến trẻ nhỏ, người trưởng thành hay người già, kể cả trứng hay tinh trùng cũng đều được từ tế bào. Nhưng có một điều đặc biệt rằng
Tất cả các chức năng của tế bào về bản chất đã được thiết kế sẵn và một cách vô cùng siêu việt để giúp cơ thể con người của chúng ta có thể tồn tại, thích nghi, sinh trưởng, phát triển hay duy trì nòi giống và kéo dài tuổi thọ đúng không? Tốt nhất. Vốn dĩ là như vậy. Và quy luật tự nhiên đã sắp đặt để giúp cho gì ạ? Cái diện cạnh chức năng này được hoàn thiện một cách gì trọn vẹn. Đây là lý do tại sao đến giờ này chúng ta vẫn còn ngồi ở đây. Nếu mà chúng ta không thích nghi được, đúng không ạ? Chúng ta không gì ạ? Không ưu việt hóa được chức năng thì chúng ta cực kỳ khó nhọc khi chúng ta đang tồn tại trên địa cầu này. Bí mật thứ hai, tất cả các chức năng đó về bản chất đều là phản ứng sinh hóa, các anh chị. Chúng ta đều biết phản ứng hóa học mà được xảy ra trong cơ thể sinh học được gọi là phản ứng sinh hóa. Tuy nhiên, có những phản ứng thì có thể mất vài giờ có thể xảy ra, mất vài phút. Có những phản ứng hóa học mất vài năm. Có những phản ứng hóa học mất gì ạ? Mất hàng kỷ nguyên mới có thể diễn ra được. Nhưng điều gì xảy ra khi có một thứ trung gian? Nó sẽ giúp cho tiến trình này diễn ra một cách gì? Một cách gần như ngay lập tức, hay còn gọi là có một sự kiểm soát. Và chính cái sự kiểm soát đó, trí tuệ tự nhiên hay còn gọi là sự thiết kế của tự nhiên sẵn đã sử dụng cái thứ trung gian đó để giúp cho cái tiến trình về mặt phản ứng sinh hóa này được diễn ra một cách gì? Một cách có chủ đích, chính xác nhất, hiệu quả nhất, kịp thời nhất. Các anh chị, đây là lý do tại sao khi mà chúng ta, cơ thể con người chúng ta có được lượng đầy đủ enzyme sẽ giúp cho gì ạ? Cái chức năng của tế bào của chúng ta được tối ưu hóa. Nôm na rằng tế bào con người của chúng ta mà gì ạ? Được đầy đủ enzyme sẽ hoạt động được đầy đủ các chức năng của nó. Vì vậy, các rối loạn của cơ thể sẽ tự được điều chỉnh đến tận gốc. Vậy thì có những cái nhóm chức năng nào cực kỳ quan trọng? Thì có nhiều lắm các anh chị ạ, chúng ta không thể liệt kê hết đâu. Tại vì cơ thể con người vốn dĩ là một bộ máy vô cùng tinh vi. Nhưng tự chung lại nó có khoảng 4 cái nhóm cực kỳ quan trọng liên quan chức năng. Và khi Cường nói xong điều này thì cô bác anh chị chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao khi mà chỉ cần tế bào của chúng ta hoạt động đúng thôi là cơ thể con người của chúng ta sẽ gì? Sẽ khỏe mạnh, sẽ trẻ hóa và kéo dài tuổi thọ. Bốn nhóm đó là gì? Cái việc đầu tiên đó là cái chức năng về hoạt động về gì? Về mặt năng lượng của các anh chị. Cái cỗ máy tế bào này của chúng ta thực sự vận hành hay không là phải xúc tác bởi enzyme. Nó đốt cháy cái nguyên liệu để tạo ra năng lượng. Đó. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta thường nói đến trong đợt dịch này, hệ thống miễn dịch mà do chính cơ thể con người của chúng ta tạo ra, được gọi là hệ thống miễn dịch nội sinh. Cái điều này có ba điểm cực kỳ quan trọng, chính xác nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất. Chính vì điều đó, cái hệ thống miễn dịch sẽ quyết định là chúng ta có bị nhiễm hay không. Những người mà hệ thống miễn dịch tốt đấy thì là gì ạ? Gần như là họ không bị mắc. Và nếu có mắc thì triệu chứng rất là nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, hệ thống miễn dịch mà kém thì triệu chứng rất là nặng nề và có nguy cơ tử vong rất là cao. Nó quyết định chúng ta bị mắc hay không và mắc nặng hay nhẹ hay không. Cái nhóm chức năng thứ ba đó chính là gì ạ? Vấn đề tái tạo của anh chị. Tất cả các cấu trúc trong cơ thể con người của chúng ta nó quyết định là chúng ta có tồn tại bước tiếp theo hay không, có nghĩa là nó phải được thay cũ đổi mới, sự tái tạo và khắc phục. Cái điều này nó sẽ quyết định cơ thể con người của chúng ta có hồi phục hay không. Và đến giai đoạn này thì cái vấn đề của hậu Covid của anh chị làm suy yếu gần như tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể con người của chúng ta thông qua hai cái điểm chính, đó là hạn chế và mặt dinh dưỡng của oxy đến tất cả cơ quan và nó bị gây viêm. Tất cả điều đó làm cho cái tổng thể đó là bị suy yếu các cơ quan nội tạng. Cường cũng đang làm việc cùng với cả Sở Y tế ở Vĩnh Phúc để làm về cái phần việc làm rõ về cái vấn đề hậu Covid này và ứng dụng vấn đề của enzyme. Thực sự trong giai đoạn đầu thì đưa lại kết quả cực kỳ lớn của anh chị. Thế thì trong cái đấy, nhóm chức năng thứ ba thì cái nhóm chức năng về sự tái tạo này sẽ quyết định chúng ta sẽ hồi phục như nào của anh chị. Chúng ta có hồi phục hay không, nó giống như cái cây ấy, bị lâu lắm rồi không được tưới hoặc là bị nhổ rễ lên sau trồng lại. Nó gì? Nó mọc rễ được hay không? Nó có gì tươi lá lại hay không? Và ra chồi tiếp tục hay không? Thì mới phản ánh rằng nó có sẽ tiếp tục sống hay không? Đúng không ạ? Đó là sự tái tạo được của bài trẻ. Và sự tái tạo này sẽ quyết định hay còn gọi là phản ánh sự chi tiết rằng chúng ta gì ạ? Có được hồi phục hay không? Một nhóm chức năng thứ tư nó cực kỳ quan trọng. Đó chính là sự thải độc. Chúng ta áp dụng rất nhiều các phương cách thải độc khác nhau, từ vấn đề của vận động, để thải qua mồ hôi, hô hấp, đúng không? Từ vấn đề của dùng các cái chế phẩm để giúp đào thải của đường tiêu hóa và vấn đề của gan mật và vẫn rất rất nhiều khác. Nên xin thưa, tất cả những thứ đó họ được gọi là gì? Sự hỗ trợ liên quan với đào thải bên ngoài tế bào, có sự thúc đẩy feedback ngược lại cho tế bào, chúng ta có cơ hội thúc đẩy hơn. Tuy nhiên,
tự tế bào đã có gì, đã có cái quy trình này rồi, và enzyme chính là những điểm cực kỳ tuyệt vời đó. Xin chúc mừng toàn thể các cô bác chị, chúng ta đã có mặt tại đây, một không gian như chị Mary mình nói, một không gian vô cùng tuyệt vời, giúp chúng ta tĩnh lặng, giúp cho tâm tưởng của chúng ta mở rộng ra để có thể nhìn thấy được những giá trị, những tri thức này ở trên nhân loại của anh chị ạ, vô cùng rộng lớn. Giao cản của chúng ta đó là sự truyền tải của bản thông tin. Cường tin rằng với những nỗ lực của nhóm dịch giả, đội ngũ Ezekiel và rất nhiều người tâm huyết trong cộng đồng, không chỉ là đội ngũ y bác sĩ, tất cả trong cộng đồng của chúng ta cùng chung tay lan tỏa như này, thì chắc chắn người Việt Nam của chúng ta, không chỉ người Việt Nam, và nó sẽ trở thành một cái làn sóng thực sự của bạn chị ạ, để giúp chúng ta không chỉ để cho vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động bị đẩy vào trong góc khuất nữa, và sẽ đưa ra ánh sáng với trọng tâm là tự chữa lành. Với những nỗ lực này thì Cường tin chắc rằng những cô bác anh chị chúng ta có mặt ở trong phòng ngày hôm nay là những người cực kỳ may mắn, và khi mà chúng ta đọc cuốn sách này và áp dụng cái liệu pháp của cộng đồng Ezekiel thì chắc chắn chúng ta sẽ chạm tới một cái thứ được gọi là phép lạ. Xin chân thành cảm ơn.